Chào mừng toàn thể quý khách quay trở lại với Đồ Gỗ Nội Thất Hữu Huân. Xin giới thiệu với mọi người, đây là combo sản phẩm phòng khách bên em làm theo đơn đặt hàng của anh Hiền ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Anh đặt Nội Thất Hữu Huân một bộ tần thủy hoàng siêu cong chân 12 và thông số kỹ thuật rất là dày VIP. Hơn nữa thì anh cũng đặt kèm với đó là một chiếc kệ TV sừng châu đồng chất liệu cũng là thuộc phân khúc hàng dày VIP luôn. Thì kính mời anh Hiền cùng các bác dành ra 5 đến 7 phút thì cùng em sẽ đi vào chi tiết của sản phẩm này. Đầu tiên nói đến bộ tần thủy hoàng thì các bác có thể quan sát cái dáng ghế trước. Để trước khi đi vào chi tiết cụ thể thì mọi người có thể ngắm nhìn qua cái dáng ghế, dáng chân, dáng cột thì sẽ thấy cái sản phẩm nó đẹp ra sao. Đầu tiên phải nói đến tất cả cái phần chân. Chân là bên em làm chân vén đế liền. Chất liệu thì là gỗ hương đá 100%. Em đã quay mộc video này và phải nói bộ này đẹp luôn từ phần mộc rồi. Tất cả phần mộc thì bên em luôn luôn cố gắng làm ngay từ phần mộc đã cực kỳ là đẹp. Gỗ dày dặn chắc chắn, mộc mạ chuẩn và gỗ thì rất là đều màu, nhiều vân, lục lạc cho mọi người. Các bác có thể nhìn thấy không những là gỗ đẹp mà cái phần chân vén bên em vén rất là cong, rất là bay. Thành ra là dáng ghế nó đẹp từ dưới lên trên này. Đấy, nói về cái đoạn này thì có chiều dài là 2m53, cao là 1m23 và sâu là 79cm, sâu gần 80. Đoạn thì có 8 chân, 4 chân trước, 4 chân sau và từng cái chi tiết của sản phẩm đều được bên em hoàn thiện nhẵn thín luôn và mượt mà. Cái chân thì bên em vén rất là cong, tạo ra cái dáng ghế cực kỳ là trường ghế và dáng ghế rất là khỏe khoắn. Hơn nữa thì phần khuôn tranh thì khuôn này bên em làm dày 4 phân, ván thì liền cả một tấm, rất là dày dặn và nhiều vân. Các bác có thể quan sát này. Đấy, gỗ hương đá có những cái đường vân veo rất là đẹp mắt. Gỗ hương đá thì có một cái ưu điểm là tom gỗ rất là nhỏ và cái đường vân thì nó không theo quy luật, thành ra là tạo ra những cái sắc vân và những cái vẻ đẹp mỗi tấm ván một kiểu, rất là đẹp và khó lường, cực kỳ là ấn tượng luôn. Yếm thì bên em cũng làm dày yếm dày 4 phân. Yếm dày 4 phân và yếm này, khuôn tranh và chỉ bên em làm vén cong nhấn nhá nhẹ nhàng rất là đẹp, tạo nên cái điểm nhấn cũng như là vẻ đẹp mềm mại cho bộ tần thủy hoàng. Yếm thì bên em đúng hoa lá tây như thế này. Đấy, và phần vách thì toàn bộ dày 2 phân, đục bức tranh tứ quý, tùng cúc trúc mai. Và hơn nữa thì phần cột bên em làm cột cong 35, cột cong rất là đẹp. Đấy, cột cong vút luôn, các bác có thể quan sát này. Dáng cột rất là cong dẻo thì tạo ra cái dáng ghế ngực, ghế ưỡn ra cực kỳ là bề thế sang trọng. Phần mai rùa thì bác yêu cầu là mai rùa để trơn, anh yêu cầu mai rùa để trơn. Và phần vách ghế thì đục từng chi tiết của sản phẩm thì từ dưới lên trên, từ dưới hình lên trên cái phần bức tranh ở trên, từng chi tiết đã được Nội Thất Hữu Huân làm rất là kỹ, tạo ra sản phẩm nhẵn bóng và sờ nước sơn thì cực kỳ là mát tay. Sơn cao cấp, hoàn thiện kỹ và toàn những người thợ tay nghề cao, thành ra nước sơn nó sẽ có sự khác biệt rất là lớn trên thị trường. Nếu mà các bác xem nhiều video giới thiệu của các xưởng khác nhau thì sẽ có sự so sánh rõ ràng hơn. Bên em sơn lúc nào cũng rất là nhạt thôi, chủ yếu là tôn lên những cái đường nét rất là tự nhiên của thớ gỗ, vân gỗ, chất liệu gỗ. Đấy, từng chi tiết được đục tỉa lại rất là kỹ càng, sen vịt này, chữ lộc này, hay những đường nét hoa dây uốn lượn rất là đẹp mắt. Đấy, trống thì em đục nghê. Từng chi tiết của sản phẩm đều được làm rất là kỹ. Cột siêu cong và dáng ghế thì nhìn bề nào cũng rất là đẹp. Đẹp tứ bề luôn. Dạ vâng ạ, đợi cháu một chút thôi. À, đây là hai chiếc ghế đơn thì đồng kích thước, có chiều rộng là 1m11, cao là 1m23, sâu là 79. Hai chiếc ghế đơn thì các bác cũng có thể quan sát là đẹp từ dưới lên trên đây ạ. Phần khuôn 4, ván 2, phần vách 2 phân và mọi chi tiết đục tỉa đều rất là đẹp. Hơn nữa thì bộ này phun nhạt nhưng cực kỳ là đều màu. Phải nói đều từng chi tiết luôn, từ cái mai rùa đến cái xương, cái vách. Đấy. Ván thì liền, luôn luôn là ván liền tấm dày 2 phân, những thớ vân veo uốn lượn đẹp chưa này. Đấy, rất là kỹ càng, sạch sẽ và những cái đường vân bên em tuyển chọn rất là đẹp. Bộ này quay mộc cũng cực kỳ là dày vân rồi. Đấy, mai rùa trơn này thì có một cái ưu điểm đó là kê vào khi mà mình đặt tay lên thì sẽ có cảm giác rất là thoải mái, không bị lấn cấn. Mai rùa liền xoáy, trương liền xoáy, cột liền, tóm lại là các chi tiết có thể làm liền là bên em làm liền hết. Hơn nữa thì mai rùa bên em vén rất là cong, các bác có thể nhìn thấy cái mai rùa vén cong dẻo như thế này, cực kỳ là dày và tốn gỗ. Đây là chiếc ghế đơn còn lại đây ạ. Đấy.
rất là đẹp. Cột liền, trương liền, mai dù liền, chân vén đế liền, khuôn 4 ván 2, yếm tẩy 4 phân và 2 lượt chỉ trơn này. Bên em làm chạy tứ diện. Đấy, rất là đẹp. Mặc dù là hơi bị để em để ngoài đường thì nên bụi rất là nhiều, nhưng mà các bác vẫn có thể nhìn thấy độ láng, độ mịn của bề mặt. Đây là chiếc đôn đầu bàn thì có kích thước là 75 x 40, đục bức tranh kiểu ngư quần hội, có một cái ngăn kéo. Và cái bàn lớn thì có kích thước là 75 x 1m47, đục bức tranh là thuận buồm xuôi gió. Từng chi tiết của sản phẩm mọi người có thể quan sát nó sắc nét đẹp ra sao. Bên em đục bức tranh thuận buồm xuôi gió này đục rất là sâu, thành ra là bức tranh cực kỳ là sắc nét. Và khi mà đục một bức tranh đẹp như thế này thì cũng không khác gì mọi người treo một bức tranh trong nhà. Bức tranh này thì mong muốn về cuộc sống hanh thông thuận lợi, mang lại may mắn cho gia chủ, rất là ý nghĩa. Và bức tranh nó cực kỳ là đẹp, yên bình. Có hai cái ngăn kéo đấy ạ, hai ngăn kéo đẹp từ bên trong ra bên ngoài, hai cái ngăn kéo tất cả. Và nước sơn hoàn thiện thì các bác có thể nhìn thấy lì tít luôn, lì phẳng tít. Đây là chiếc đôn ngồi có kích thước là vuông 40. Và cuối cùng là chiếc kệ tivi. Kệ tivi này thì có chiều dài là 2m4, cao là 80 và sâu là 47cm. Từ dưới lên trên thì các bác có thể quan sát các chi tiết nó nhẵn nhụi, sắc nét ra sao. Ngay từ cái phần yếm đục hoa hồng, hoa dây, đến những chi tiết hoa dây ở phía trên. Phía trên trang điểm ở trên, trang trí ở trên như thế này cũng rất là sắc nét này. Đấy. Và trên thị trường nếu mà mọi người quan sát các chiếc kệ tivi, mọi người sẽ không, thường thường các xưởng sẽ không quay kỹ như thế này. Tại vì thường thường là những cái chiếc kệ tivi lãi cũng như là lợi nhuận ít, thành ra là cái công đục tỉa sẽ bị cắt bớt. Sản phẩm không bao giờ có độ sắc nét nếu mà không được làm kỹ và không đục tỉa cạo nạo sạch. Thì nếu mà cắt bớt cái khâu nào thì các cái khâu đấy nó sẽ bị kém hơn các bác ạ. Còn đầu tư làm kỹ làm đẹp tất nhiên là sẽ tốn công hơn so với bình thường, chi phí nó sẽ cao hơn. Nhưng mà sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ nó hơn nhau ở cái độ tỉ mỉ, độ sắc nét. Thành ra là Nội thất Hữu Huân luôn luôn đầu tư làm rất là kỹ từ cái kệ tivi trở đi. Sản phẩm nào cũng có độ sắc nét, đến mua những cái sản phẩm của thương hiệu uy tín, nơi làm tâm huyết thì mọi người sẽ nhận được cái giá trị rất là lớn, cả về đường nét chi tiết lẫn cái dáng dấp của sản phẩm. Kệ tivi này thì là kệ dày, ván mặt thì là dày 1,5 phân. Ván mặt dày 1,5 phân rất là dày dặn chắc chắn. Kệ cao 80. Và mẫu kệ tivi này có bức tranh tứ quý, đục cánh đục bức tranh tứ quý. Có 3 buồng cánh và 4 cái ngăn kéo. Kệ này thì rất là hợp với mẫu Tần Thủy Hoàng, kệ thì cực kỳ là mềm mại đẹp. Dáng kệ thì rất là sang. Thì cảm ơn anh Hiền rất là nhiều đã tin tưởng xưởng đồ gỗ Nội thất Hữu Huân. Kính chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, phát tài phát lộc. Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo ạ.